Một sự việc, Hải Hùng chồng bắt vợ 64 tuổi đi tiễn chồng để trả khoản tiền là 200 triệu. Sự việc có thật hay không thì mời quý khán giả theo Độc Lạ ở đây để hỏi rõ câu chuyện. À, tại sao mà chú mà kêu cô mà đi tiễn chồng mà trả nợ? Cái điều đó sao cô không suy nghĩ lại? Sao hai vợ chồng không ngồi thỏa thẻ với nhau mà mình bàn tính cái phương án mà để trả nợ coi? Trong quá thì giờ cô nói anh nghe nè. Dạ. Trong đó cô sống với vợ hai cũng 30 năm rồi. Nhưng mà thấy không có hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là cũng như là mỗi khi á ổng đi làm về đó có tiền thì ổng vui vẻ, còn nếu mà không tiền là ổng bạo lộ, còn cái ổng đi nhậu là cái ổng quỷ. Mà hả, ổng đi vô nhà của Tư Thịnh á, cũng không có lái nhau nhậu ở đâu, tôi nói đó là về bắt cái thùng á hát cái câu chuyện nó nổi thì giảm ra nó cũng được chửi, rồi bắt đầu chửi dần dần đi chửi hoài. Cái mà hả nhậu nhà ông xấu xầu á thì về bắt nạt cho anh ngủ, không có, tôi cũng không biết lý do nào mà ổng làm như vậy. Dần dần á hả, từ hồi ngày mà trở về gặp ổng con tôi năm nay 26 năm, tôi chịu đựng rất nhiều về cái cảnh mà chồng mà đi ăn nhậu về chửi vợ chửi con thô lỗ, nên tôi dần tôi không nói. Đến cái ngày mà ly thân á thì vẫn còn chửi còn hơn là cái ngày mà chưa ly thân đó. Cho nên cái cảm xúc của cô á là nói á, nếu mà Dượng mà cho cô bước lên đây á thì cô sẵn sàng là cô không từ chối cái gì hết, đừng cho cô thoát được cái cảnh mà sống với chồng mà rượu chè và chửi vợ thô lỗ như vậy á. Nhưng mà cô không bao giờ nói, cô nói thiệt, cô để trong tâm đó, bao nhiêu nợ nần cô sẽ gánh hết tất cả, hả, miễn sao á mà cô sống được an nhàn là cái đó là đủ với cái đời cô rồi đó. Cô, nhưng mà cho con hỏi cô với chú là sống bao lâu rồi? Cô với chú sống là năm nay á là năm 87 tới giờ đó. Cũng lâu ha. Rồi không lẽ không có tình cảm sao mà nói lần nào mà thí dụ mà ly thân với nhau với lại chú mà kêu cô đi tiễn chồng? Nói chung á là cô cũng nói luôn nghe là không có tình cảm. Chồng làm đặt chồng ở Nam Định nhưng mà sống nay là 30 mấy năm rồi không có một tiếng ăn nghỉ, không có một tiếng học nào. Nay cô nói làm sự thật, có Dượng đây cô cũng vẫn nói hỏi thử Dượng thôi, có vậy không? Không bao giờ quá làm đặt cái gì đó, không bao giờ Nam Định. Ví dụ như bây giờ cô nói cái đại khái như vậy, ví dụ cô đi đâu mà về, ví dụ như trẻ giờ cô nói trời nay về chắc bị chửi, mà rốt cuộc về không bị chửi. Mà những cái ngày mà cô á, cô gấp rút cũng như là cô nói hôm nay mình đi về sớm sớm đi, mà dài nó về bị chửi, cô cũng không con biết. Con thấy là chắc có lẽ là chú ở đây nè, chắc một ngày càng ngày lớn tuổi nó hơi khó. Người nào mà cũng vậy mà, lớn tuổi thì nói chung là đổi tánh hết trơn. Thì nói chung là không phải do chú mà không phải do cô. Mỗi một người nhịn một câu đi. Còn thiếu nợ đó là hai người cô với chú nè ngồi thảo luận để kiếm cái phương án trả. Chứ không bao giờ mà mình lên đây mà tiễn chồng mà trả nợ. Rồi hồi sớm bây giờ cô nói như vậy đó chú, nói chú là ăn nhậu chửi cô gì đó. Rồi chú có thì chú nói, còn không có thì chú im nha. Bây giờ nè, là bữa nay lên cái video này rồi, coi chú nè, với cô nè, coi mình làm lành lại đi. Nhưng mà nói cơ nhớ chú làm lành cũng được hay sao phải không, nhưng mà chú nợ này thì cảo nổi mà bây giờ là chú phải xác định luôn hả, xác định là phải cho cô hy sinh cô luôn hả? Trời ơi, vợ của mình mà con xin lỗi chú mà con chẳng chắc là chú gả vậy. Đúng rồi, đã con mua nhà ổng mà bây giờ ai mà điệu á, chú quá thương cô không. Ngày xưa á là cưới thì con vẫn thương bình thường phải không? Từ ngày mùng dịch giờ là tôi làm anh nợ, bây giờ tôi không nghĩ vợ con nữa. Chúng nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? Dạ. 59. Dạ con chào cô nha. Vô quán luôn đi cô. Vô trong luôn. Sợ luôn nè cái nhà ơi. Dạ chú đâu cô? Dạ chú. Chú là ông xã của cô hả? Dạ. Hôm bữa là chú đi đâu? Đi ghe mới về hả? Về ơi. Ủa làm lành hay gì rồi mà sao con thấy gì?
thấy đi đâu mà đi lên xa mình xe đạp cũng nổi. Dạ thôi bây giờ vô quán ngồi nói chuyện đi. Dạ con chào chú ha. Chú thì hôm bữa đầu tiên á con có quay một cái clip của cô Út nè. Cô Út là kêu cô Út 200 triệu đó. Thì cái sự việc mà nghe nói là tiễn chồng mà để trả nợ thì theo dượng cái chuyện đó chú biết không? Chú cái chuyện đó chú biết không? Thì đó thì gọi đã gia đình con nó tao nó qua lại rồi. Đó. Vì cái nợ đó. Nước mà bệnh quá, bệnh mà nhận hết lên sao tôi đã bệnh không mình. Trong khi mà cái nói giờ nói là chung là cô đi như vậy đó, chú biết không? Biết nha. Trời ơi, vậy là chú đã chấp nhận luôn. Đã nó trong nhà bàn là giờ số tiền này vậy, giờ tôi mà không có ra đủ mà trả cho anh ta. Giờ lúc trước á, là vừa năm vừa qua rồi á, là tôi mặn 80-100 triệu một năm cũng có. Giờ mà có mấy triệu mấy 500-300-400 đâu làm ăn gì được đâu. Mà sao mà chú mà tại sao mà hôm hai vợ chồng mình ngồi lại mình bàn tính để trả một cái khoản nợ mà sao mà cô có suy nghĩ một cái rồi á thì không giống như người ta. Đây rồi cô mới nói cái thằng thứ ba á. Giờ mày đứng dây nhanh cái thằng ngân hàng. Còn nó nói giờ con dây không được vì tiền của con chưa có rồi bây giờ nó không cho dây tiền đi mua chiếc xe nó chưa có rồi nó không đúng dây cũng được phải dây được thì mình ở đây góc kia thì cũng nhẹ bên ngân hàng đó thì nó nhẹ ở ngoài vậy đó trốn đi chút rồi á không được tôi bắt buộc nó bỏ xong mà thôi đi ăn giờ tới tháng mà đóng lời là tôi nói rồi số tiền đó là nó nói 6 tháng mà phải hoàn tiền gốc lại thì giờ mình không được lấy đồng 6 tháng hoàn gốc nó lại vậy bây giờ tôi cũng nói với mấy nhỏ bây giờ mấy trong này tí mai á để kiếm tiền người trả rồi xong hàng ngày rồi cha con mình ở nhà đó. Mà thật sự là cái số nợ đó là ai gây ra? Đầu tiên hết thì cũng mượn tiền ghe nó dần lên. Thằng nhỏ là lúc đó có mượn nó nợ bên tè. Đầu nó mới chơi bời bạn bè nó kiếm nợ, nó về nó kêu tôi đứng ra mỏ cho nó rồi mình nhai kẹo. Nghe mà chỗ đầu nó không chạy nó từ bắt đầu nó bị bệnh nợ rồi. Sau 4 năm tháng chủ ghe mới kêu tôi điện nó về nó chạy. Điện nó đầu nó không về sao nó về chạy nó kiếm nó đi bệnh nợ nữa. Đầu cái tiền mình đứng ra mình thổi số tiền này mình phải chịu chứ đâu ai chịu mình khỏi lúc đó mà tôi còn nợ bên ngân hàng bây giờ đóng được nó tới 5 năm tôi mới giải được giờ chúng mới 2 năm mấy em chưa tới 5 năm đầu cái tôi mới nhờ người ta đâu cũng như cái thằng mà tiền chỉ mà vô ngân hàng mình dài á nó ở ngoài có tổ nào mình giải dùm tao và tiền Mỹ Hồng á thì cho nó là một đợt là 60 triệu tiền nước vậy nè có chịu nó mới làm cho mình chứ không nó có làm một tôi phải bớt bụng tôi mới chịu vậy là cái số nợ đó sao mà cô sao lần đầu sao cô nói là Dượng ở bây giờ sao giờ Dượng nói cái câu chuyện ra nè thì nói cái số nợ đó bước đầu tiên từ xuất phát là từ mượn tiền ghe rồi chung cái gì chung hay sao chung hay vợ chồng hay sao không tôi với con tôi rồi mới kêu nó đi chạy ghe mà nó không gì chạy đó rồi cái đầu của chủ ghe mới kêu tôi á là làm phải tiện nó về làm chạy trả nợ được tiền ghe biết không cái điện nó điện hoài nó về giờ chạy con chiếm mọc gì nó ở bệnh xe nó ở mở luôn rồi tôi lúc mà ở bệnh một mình nó thương bè bạn mà tuổi người ta mà 20-mấy tuổi nó còn bồng bột quá chú rồi nó đi chơi mấy thằng hút chích rồi quýnh đậu quýnh đạo tôi không chịu rồi tôi mới bột bụng tôi mới ra chuyện mà là cái số nợ mấy lâu nay 20-mấy chục triệu cô Út Văn nói chú là cái người mượn mà bữa nay là chú nói rõ là không phải chú con chú thiếu nợ rồi chú đứng ra chú cũng như dây đúng không cũng mình thương con mình á nó xây dần lên vậy á trả cho con nữa ha dần lên phải là nói là kìa cô nói với chú nói với cô đi tại vì cô nói là có 10-mấy triệu thôi nhỏ nói là cái thằng nhỏ thằng Út là 12 triệu
còn cái chú là 17 triệu là nhập vô ở đâu đó mình chạy lên nó không có tiền đó là đừng tháo được hắn mà chạy dục chiến có mấy trăm về gấp gạo rồi nước mắm nước muối điện đài đâu có đủ đâu đó á mình mới mượn tiền ra thêm còn cái nhỏ lên vậy cái đầu tiên dùng xảo hỏi rồi mình lấy cái giấy phụ chỗ đỏ á mình dây nặng mình đã cho thằng ghe đó. Đầu tiên như chú dây nhiêu? Đầu tiên là 50. 50 triệu. À. Rồi sao? Sao lên cầm. Thì nó lên ngoài vậy. Trong khi dây tiền đó rồi cô có thương lượng với cô không? Có nói mức đầu tiên á, ông cạc 50 triệu cầm có nói. Có kêu con gì hết. Có nói. Còn từ đó tới sao mà không có đi không có nói cô luôn. Bữa nay nè, hôm bữa cô Út á, ở đây là con không có bên ai. Cô Út là con quay đầu tiên thì có nói với chú á là chú dây tiền đó để cho bà này bà kia. Không có cái này theo bữa nay chú đứng chính là chú nói cái những tiền đó. Đem đó cũng quay trong nhà mà. Yeah. Tiền đó tiền má mình dây ở ngoài mấy chú biết mà thằng ngân hàng nó tiền lãi nó nhẹ. Và tiền ngoài nó nặng. Ừ. Nói như hai nó tiền nước người ta đi tới luôn, tại nó tiền nước là nó đó tiền đi tới luôn của người ta đó. Ừ. Dưới lại là xây lại sẽ quay về cái câu chuyện á. Ít cái chuyện thành ra cũng không có hỏi ta. Rồi cái chuyện nó như thế nào. Số nợ quá rồi cho nên là chú bàn với cô là cô đi tiễn chồng để trả nợ hay sao? À. Có thông qua với chú hả? À. Chú biết là cái những cái điều đó mình có nói ở đây con nói con xin lỗi cô chú nha. Tại vì khả năng á nó khả quan lắm. Ví dụ mà cô đi làm công ty á hay là làm tập vụ á thì ok, còn mà tiễn mà để trả nợ đó. Nói chung á là nói chung mình làm cái đó số tiền nó không đúng đóng lời. Nói đại khái như vậy thôi. Thấy không? Bữa nay là biết sự gõ sự thật thôi. Cái gì á là như đại khái một tháng mình cho nhiêu có 2 triệu bạc thôi. Cái tiền lợi nó tới 50 triệu. Cả 10 triệu sao đủ. Không đủ đúng rồi. Mà tại sao chú là một cái người chồng, chú không thương cô sao? Mà chú thảo lợi bây giờ mình phải xong tiền hôm kia mình không đóng lời nó thì bắt buộc nó ra nó phá nhà phá mình phải thương lượng hai chồng chứ thí dụ mà vợ chồng mình phải. Mà chú mà đỡ lần nào mà cho cô đi tiễn mà để trả nợ cái điều đó là con thấy không có được nói chung là nó sai phá hết trơn á. Còn mà cái gì đó tôi cũng nói bây giờ cái xe thì nằm ở đảo mà á là nó ghi 2 tháng mà tôi mới đem cái gì bờ rồi cái ổng đâu chồng là lãi chồng lên cũng không đóng một lần tới mười mấy 20 triệu rồi mình không có được làm được. Bây giờ cô Út nè, như chú nè, thì bữa nay nó gõ cho cô chú khán giả mà xem clip đầu tiên con quay của Út luôn. Để nói gõ lên tại sao đi tiệm vòng mà để 200 triệu như vậy. Để cho người ta nói gõ lên để thôi người ta cứ nói là cô Út còn chồng và mà sao đi tiệm chồng để làm cái gì thì sẵn ở đây chú với Dượng trình bày gì cho khán giả được biết. Ai là người chủ động kêu cái trả cái phần 200 triệu đó cô? Có chú không? Cái phần gì á để nói cho gõ đi nha. Cho gõ là cũng như vợ tôi á hay nói tính trước á hay bà nó nói giờ cái số tiền mình lo không hết chảy rồi quay vô tỏi rồi. Con hỏi ai bàn tính mà vợ tôi nói dạ đó giờ tính chung là thì gọi nó tính đi đánh á không có tiền thấy không. Rồi cái tôi mới bắt con gà trống á của con tôi bán cho thằng cháu sớm lấy 500.000 đi đó. Rồi giờ phải trả tiền cho tôi nặng tôi bắt con gà về đi con gà này nó luôn 500.000 mình chú đưa con gà nó rồi con tôi nó mới đem nó về hỏi gà đâu gà đâu tôi chưa nó đó. Cũng như bắt con gà tới chưng lấy 100.000 500.000 đó đi đó. Người ơi lời trong khi đó là cho con hỏi thêm cái gì người ta ở sớm á người ta nói cô Út á là cờ bạc quánh bài quánh bạc nhiều lắm thì bữa nay chú á, là chồng của cô Út Giang thì chú trả lời thật lòng không bao giờ giấu cái điều gì nếu mà cô Út sai cô Út sẽ chịu ở đây mấy anh em con bữa nay là nói rõ chứ không có che giấu vụ đó không. Nói chung á quánh bài á thì để quánh bài á thì để nó nghe cũng như nó xuống như hòa lợi á mà cây dù lớn phải không cũng như quánh cắt tê mà có 5.000 10.000 bạn á đâu có gì đâu
thì cũng đi lúc đi bán cái số thì nó hết cái số rồi nó bán nó chờ giờ nó lấy vé chú đó, thì tới giờ nó lấy vé nó bán giống chứ phải mà chơi gì mà quýnh cờ bạc mà làm giàu thì cũng có lo không có à, là chú nói cô ở đây có chú ánh nhưng mà cái kiểu như mà vui thôi á à, cũng như mình cái giờ mình nghỉ á. Cái điều đó người ta nói nghe nói nè, có người lên tiếng là bà con bên chú nữa đó. Nói như vậy theo chú suy nghĩ thì sao? Tôi cũng có nghe, tôi đi ra giờ cũng nghe nói vợ tôi gì bắn cu đi cho tài xỉu. Cái nó nằm xong. Chú ở đây là mình lớn rồi. Mình nói cho cô chú người ta biết, tại vì không có nói che giấu cô Út và chú cũng đừng có che giấu nữa, tại vì bữa nay mình làm cái clip là nó rõ sự thật. Nghe cô chú thì người ta nói là có chủ đề cái sự việc nó như thế nào chú? Chủ đề thì không có khi chú ở rồi ghe á, tôi nằm tôi ngủ thấy gì thì điện về chú quấn cho tôi. Ôi, ông vậy là ông chồng ông tiếp tay cho bả luôn. Không, cái tôi quấn một bò ngăn thôi nè, còn số còn kiến thiết là xương nói chung tôi mua nhiều nha. Và con nói cô nè, người ta nói cô á, chú trả lời cô. Cũng như chú trong lúc mà cũng như tôi mãi tôi điện về. Vậy là do một phần là do ông không mà phải không? À, tôi điện về chú mua giùm tôi. À, mà trúng thì nhà số tiền nó xài, còn ông không trúng thôi. Chú biết quấn cho tôi. Ôi, ông vậy là ông chồng ông tiếp tay cho bả luôn. Không, cái tôi quấn một bò ngăn thôi nè, còn số còn kiến thiết là xương nói chung tôi mua nhiều nha. Và con nói cô nè, người ta nói cô á, chú trả lời cô. Cũng như chú trong lúc mà cũng như tôi mãi tôi điện về. Vậy là do một phần là do ông không mà phải không? À, tôi điện về chú mua giùm tôi. À, mà trúng thì nhà số tiền nó xài, còn ông không trúng thôi. Chú biết sau cái cuộc trò chuyện này là chú sẽ biết cái chuyện gì xảy ra không? Người ta sẽ bình luận xuống nhiều đó, con nói thẳng cho chú gì luôn đó. Thì giờ cái nói chung á là chồng chóm á, mặt xã hội á, muốn bình lắm, tôi trong lòng tôi sao nó nói vậy. Có rồi nó có ha. Chú không phải mà người ta mà mình thấy mình này nói mình kia, không cái lòng cũng có vậy. Nha, như vậy. Tôi làm gì tôi chịu. Thì anh em con bữa nay nè, quay một cái clip này, anh Trúc á, quay một cái clip này sẽ ngừng. Thì anh em nào quay thì cô Út cũng cho ha. Có liên quan gì nữa nghe, mà có cho ai quay thì thoải mái ha cô Út. Tại vì nói tội nghiệp con. Con quay về cái câu chuyện nè. Quay chừng nào làm tiếu thêm chừng đấy. Cô Út, quay về cái câu chuyện mà tại sao mà chú mà kêu cô mà đi tiễn chồng mà trả nợ, cái điều đó sao cô không suy nghĩ lại, sao hai vợ chồng không ngồi thỏa thẻ với nhau mà mình bàn tính cái phương án mà để trả nợ coi. Trong á thì bây giờ cô nói cho nghe nè. Dạ. Trong á cô sống với vợ hôm nay cũng 30 năm rồi nhưng mà thấy không có hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là cũng như là mỗi khi á ổng đi làm về đó có tiền thì ổng vui vẻ, còn nếu mà không tiền là ổng bạo lộ một cái ổng đi nhậu về cái ổng quỷ mà hả, ổng đi vô nhà của Tư Thịnh nó cũng không có lái nhau nhậu ở đâu. Tôi nói đó là về bắt cái thùng lên hát cái tôi chịu không nổi, tôi giảm ra nó thì cũng bị chửi rồi bắt đầu chửi dần dần bị chửi hoài cái mà hả nhậu nhà ông Sáu Sầu á thì về bắt nạt lên rồi ngủ không có. Tôi cũng không biết lý do nào mà ổng làm như vậy dần dần á hả, từ hồi ngày mà tôi về gặp ổng con tôi năm nay 36 năm tôi chịu đựng rất nhiều về cái cảnh mà chồng mà đi ăn nhậu về chửi vợ chửi con thô lỗ nên tôi dần tôi không nói. Đến cái ngày mà ly thân á thì vẫn còn chửi còn hơn là cái ngày là chưa ly thân đó. Cho nên cái cảm xúc của cô á là nói á, nếu mà Dượng mà cho cô bước lên đây á, thì cô sẵn sàng là cô không từ chối cái gì hết, đừng cho cô thoát được cái cảnh mà sống với chồng mà rượu chè và chửi vợ thô lỗ như vậy á. Nhưng mà cô không bao giờ nói, cô nói thiệt, cô để trong tâm đó, bao nhiêu nợ nần cô sẽ gánh hết tất cả hả, miễn sao á mà cô sống được an nhàn là cái đó là đủ với cái đời cô rồi. Dạ. Đó cô, nhưng mà cho con hỏi cô với chú là sống bao lâu rồi? Cô với hai chú sống là năm nay á là năm 87 tới giờ đó. Cũng lâu ha. Ừ. Rồi không lẽ không có tình cảm sao mà nợ nần nào mà thí dụ mà
ly thân với nhau với lại chú mà kêu cô đi tiễn chồng. Nói chung á là cô cũng nói con nghe là không có tình cũng nghĩa đó, chồng làm trạch thì chồng ở Nam Định, nhưng mà sống nay là 30 mấy năm rồi không có một tiếng Nam Định, không có một tiếng họ nào. Nay cô nói bằng sự thật, có dượng đây cô cũng nhận nói hỏi thử dượng thôi, có vậy không, không bao giờ có làm trạch cái gì đó, không bao giờ Nam Định. Ví dụ như bây giờ cô nói cái đại khái như vậy, ví dụ cô đi đâu mà về, ví dụ như trễ giờ cô nói trời ơi về chắc bị chửi, mà rốt cuộc về không bị chửi. Mà những cái ngày mà cô á, cô gấp rút cũng như là cô nói hôm nay mình đi về sớm sớm đi, mà ngày đó về bị chửi. Cô cũng không con biết con thấy là chắc có lẽ là chú ở đây nè, chắc một ngày càng ngày lớn tuổi nó hơi khó. Người nào mà cũng vậy mà, lớn tuổi thì nói chung là đổi tánh hết trơn. Thì nói chung là không phải do chú mà không phải do cô. Mỗi một người nhịn một câu đi. Còn thiếu nợ đó là hai người, cô với chú nè, ngồi thảo luận để kiếm cái phương án trả. Chứ không bao giờ mà mình lên đây mà tiễn chồng mà trả nợ. Rồi hồi sớm bây giờ cô nói như vậy đó chú, nói chú là ăn nhậu chữ cô gì đó. Rồi chú có thì chú nói, còn không có thì chú im nha. Cũng như nói chung đại khái vậy nè. Dạ. Khi ghe về đó, như mình mặn ngoại, bạc nội, mình ăn chơi mấy ngày chút nữa, bạn chưa đúng tuần nữa, đi nữa rồi. Về nhà á, nhà con không cứ chim lỗi mà không cứ chim lỗi mà nói á, nay cũng có bà con có phụ gì ra cái nhà hơn cũng ghét, bây giờ cái ăn nhậu thì tôi chữa bài bố tặng cái nhà mình phải dọn dẹp sạch sẽ, có ai lợi người ta cũng thấy gọn ghẻ này uống sủa chứ gì bắt buộc tôi phải chửi giống vậy. Nhưng mà tôi nói nè, tôi xin nói nè, ví dụ như dọn cái gì của tôi, tại vì tôi đã ly thân rồi, cái gì của ổng thì ổng làm không làm, à cái gì của tôi thì tôi dọn đó, cái đó tôi ly thân nhất đó là có ra riêng chưa, bị gì ra riêng rồi còn nó ở đâu cũng muốn gì trọ ở tiền không, bây giờ là ly thân ở chung nhà, nhưng như cái nhà tôi là 4 cái phòng thấy không, thì tôi về tôi ngủ nằm chung, tôi khi mà tôi ngủ một phòng cao, thấy không, con tôi về thì tôi ra mấy phòng cao tôi ngủ một tước. Cái này theo con được suy nghĩ á, không phải ly thân đâu mà không nói chuyện với nhau, chứ ở chung nhà đi ra ăn cơm nước phải đụng mặt rồi. Cơm thì ai dọn cái thằng không có dọn nhà, không có khi nào không lẽ không nói chuyện sao? Trời ơi nè, ôi là chú xác định tôi đi đâu thì đi cũng về được vậy, tại vì có người nói cô Út á là còn ông chồng hiền khô à, tôi á người ta nói chú gì nè là không có gây nợ, toàn là toàn bộ cô Út Văn thì ở đây á chú đứng chính lên giùm cho cô là cái nợ đó là phải chú gây ra không. Đã nói từ sớm giờ đó. Không, bây giờ chốt lại nè, không chốt lại là cái mức đầu tiên là cái nợ này phát sinh ra từ số tiền mượn tiền ghe là chú là cái người mượn ha, nó tóm gọn là vậy chứ không phải là cô. Là tôi nói vậy, thấy là lúc trước mùa dịch á, thấy không, mượn tiền ghe của đồng thời hai chồng đi mượn, thấy không, cho con cho tôi và cha mình ăn sống sống được, cái nợ bây giờ nhận nó lại hơn bên ngoài vậy đó, không gì hết. Là thì nói tóm lại là chú là cái người mượn đi, mượn nợ chứ không phải là cô Út cờ bạc đúng không? Mình nợ mình cũng gì mình chạy cái này không có ăn, mình mượn cái này trả cái kia thì cái này nó chằng cũng gì nhưng mà mượn chú 10 triệu. Là con nói chung là chú là cái người mượn nợ mà để ăn uống thôi, rồi cô nói chú là cho bà này bà nhỏ có không? Cũng như đại khái có đông có không gì? Chú đứng chính lại đi. Tôi nói như này cũng gì tôi mượn chú 10 triệu đâu. Bắt đầu cái tôi mới trả ông này 1 triệu trả đâu đủ đâu, rồi mượn 1 triệu rồi đâu có làm gì trong nhà được đâu. Và cái mượn thêm 12 triệu, 12 triệu bắt đầu cái bỏ nhà 2 triệu mình đi cho ông này. Thấy không, về không tôi về không đủ 2 triệu để trả cái tiền 2 triệu lẻ là 10 triệu đi vô sổ năm đó rồi. Có là chú chỉ là mượn về để lo thôi. Cô Út Văn ơi, chú nói như vậy đó, tại sao cô nói chú đi quen bà này quen bà kia đó, cô nói lại giờ nếu không có thì giờ nè, nhưng mà quen á cô cứ có mình quen vậy nè, có ghi âm không? Ghen ghi âm thì tôi không có ghi âm, nhưng mà tôi không có ghen, nhưng mà điều ổng đừng có thấy người ta như vậy mà
mà ổng chửi tôi. Em biết uống nước thì có bằng chứng luôn kìa. Thành ra không bắt được cái bên Zalo được rồi. Ông cô có một hình người con gái là cô Trang là cháu dâu. Cái đó cô đó. Cô xin lỗi cô ha. Cái đó là mà nói ổng không có gái gú thì cái đó tôi. Thứ nhất á là chú á cô quen á thì cô phải bắt được tại trạm, còn mà chú ở đây là mình lên cộng đồng mạng á chú, tại vì có thì chú nói có ha, không chú nói không, để thôi hai người là chịu ảnh hưởng bị người ta nói á. Chú nói là có nghĩa là mình lên quán rồi mà chú nước cô cứ nói đi, cô cứ nói đi mà mình không phải là tôi nói là ổng bây giờ ổng đi ra ngoài đảo không quen ai không quen, cái đó là tôi không biết phải không, là tôi không có nói rồi á. Cái người cô Trang này á là bữa đó là điện mấy đứa cháu trên vòng xuống nhậu ổng đi làm về nha, đâu hết thì coi từ hồi xưa tới giờ nhậu thì cũng bình thường, giờ dưỡng con nhưng mà tại sao cái ngày hôm nay mà mời xuống nhậu á là đội bằng trọng không được đó, thì Dưỡng mới gắp mồi cho cô này ăn, thấy rồi hai người có vẻ thân mật lắm, nên tới lúc sau á thì có Zalo là cái cô đó Zalo qua hỏi mượn á, là đầu tiên là mượn 500, cô đứng ở đằng sau cô nghe, cô không có cho thấy mặt cô, hỏi mượn 500, nhưng mà trong cái thời buổi là Dưỡng nãy giờ kể á, là Dưỡng như mày vậy đó, không có tiền dư, cho nên Dưỡng nói là không có hứa, chừng nào mà có thì hay. Rồi sau thêm một lần nữa điện hỏi chú 3 triệu, chú cũng nói y như vậy, không có nói gì khác nữa. Cái sau đó cái cổ nói giờ nhậu này, giờ xuống nhậu, Dưỡng nói nhậu không đài mệt quá à, không có nhậu nữa. Cái nói vòng do hồi cô hỏi vậy chứ có bả nhà không, thì Dưỡng nói có, cái nói thôi vậy có bả khỏi đi, bữa nào không có bả thì mình nhậu. Là nói với cái con nhỏ cháu dâu tôi. Trời có không sao cô Út, có nói gì chú trả lời đi. Nó cũng là con cháu trong nhà nó nhậu chung trong bàn tròn này nè, rồi đồ ăn đủ mà mình nó thấy nóng gấp mình gấp cho nó ăn, đâu có gì con cháu mình đâu có nghĩ ngợi gì bạn đó. Thấy không? Tiền bạc thì cũng có thì có cho, không có thì đâu có cho đâu, lấy gì cho. Mình già rồi mình kiếm người già cho nó đứng xuống lúa chung á. Cô không bao giờ nói, tại vì cô đã đi thăm rồi thì cái chuyện đó cô không có màng hết. Nhưng mà ở đây á, là cũng như là chỉ nói cho nghe thôi, để em chồng tôi nói á, là nợ này tôi gây ra, tôi cờ bạc đồ đủ thứ đó, bữa nay có ổng thấy đó, ổng nói thôi. Đứng chính lên, chú nói là cô là không có cờ bạc, hồi nãy bây giờ là đúng cái sự thật chú nói ha. Nói thêm đi. Dạ. Cả lúc trước là còn khẩn não, còn sợ thì đi với tôi ngồi đi nhậu thì nó cũng bật tê có 50.000 đó. Ừ. Nhậu não mà tôi về. Tôi cũng dài bàn, tôi đã chơi đâu có bằng người ta, tôi chơi đâu có cứng đâu. Sao chú không có năn nỉ cô đi mà để mà hai người mà ly thân không buồn sao? Vợ chồng nhà sống với nhau cũng lâu rồi. Thầy ơi, tôi chung với chú là từ mùa dịch đến giờ thì tôi đâu có ngủ chung luôn. Không, chú năn nỉ cô coi. Nó tới luôn, hồi cái đầu của tôi chửi nó không. Chú chửi hả? Nói hồi nó trái nó hồi tôi chửi hồi bỏ chạy. Chú chửi hả? À, bởi vì phải rồi, bà sợ chú rồi. Mà cô Út ở đây á, là cô Út muốn chú phải nói ngọt. Tôi hồi ngày cưới giờ chú không nhận nó ngọt. Với bây giờ tôi nói với mấy chú này, thì mỗi khi mà ổng tỉnh mà ổng có con trai, tôi rất là sợ, không dám ngủ luôn. Là lý do? Nói sự thật luôn á, chứ là mỗi khi nhà là không nói. Lý do cô? Có cái cộng với xích, nó dài, nó cũng như loại tối á, mà nó mắt còn tròn vậy nè. Rồi ở ngoài này ổng còn cục gì cũng bự lắm nha. Mỗi lần mà ổng về, ổng hành hôn cô á, cô ổng thầm của cô á, ổng hành hôn, không phải là ổng nói là không cho ổng ngủ. Nhưng mà điều nói ra đây cho em chồng, thì em chồng tôi nó biết, lẽ nó nói anh nó thì dần dữ lắm. Tôi làm nợ đồ này nọ, nói tôi cờ bạc số đề đồ này nọ đủ thứ, thực tế là tôi không có. Hỏi vậy chứ đi bán ngày nhiêu, có 100.000
bán số ngày 100.000 ngon thử hỏi đi, xe đỡ khăn luôn đó. Rồi cô phải ăn sáng cô mới có sức cô đi bán đó, rồi về gạo thóc rồi đồ ăn đồ uống xây cho cô còn không đủ, nó có đâu để mà ngồi chơi như vậy. Rồi lâu Dượng về mấy bà đó cũng có rủ xuống chơi, thì vô xuống thì ổng nhậu đây thì cũng như cô chen vô là mấy cái lúc đó người ta đi xả hơi đó đó, cô nói là người ta xả hơi vậy thôi, chơi đó thì nó chơi nào người ta xả hơi xong thì người ta vô mình ăn vậy thôi, chứ đâu phải là nghề nghiệp của cô, tại vì cô chơi đâu có cứng đâu mà vô đó mình đấu với người ta để làm gì. Cái đó là cô nói rằng sự thật, vậy là cô cũng như mới biết chơi chút chút vậy thôi, là cũng như là ta đi xả hơi thì cô nhào vô cô chơi vài bàn vậy cũng rồi. Có chơi ha à, có cũng một vài bàn cho người ta vô, nếu mà không ai thế thì ta nghỉ, thiếu vai ta nghỉ thì như vậy cô thế cũng như chơi bàn 5.000 nếu mình ăn mình bước vô phải không, còn ăn thôi vậy thôi, thì cô thấy số tiền nó cũng bao nhiêu thôi, vậy thế cho một vài bàn cũng được rồi, ai lợi gì thì tôi trả lợi cho, chứ đâu phải một cô ngồi cô chơi luôn. Còn cái vụ mình tao nói cô bắn cu ly sao, cô đâu biết cu ly là gì, bắn đạn á không có không có không cô hỏi có với cô tớ con vậy có không cô có không cô không biết cái vụ đó cô sao ngồi chú người ta nói cô á tướng vậy mà bắn đạn rồi chú thấy làm sao bắn ngồi xuống là ngồi được không, ngồi được không sao, ngồi trong hõm có ngồi bá dưng cốc nhau ngồi ngồi trên bẹp bởi vì nó quan cho chú cô hết ngày trong hỏi món cu ly mà ngồi chầm bành chú rồi đâu có làm ăn mà sao cô nè chú sao mà hồi con thấy mà đi kêu bả đi tuyển chồng chả nọ mà sao còn cái đó chú phải dặn chứ sao mà chú binh bả dữ à, hồi nãy giờ binh bả dữ à, à mà tôi sao tôi nói vậy vậy sao nói vậy ha chứ không có binh ha không mấy anh em con nãy giờ nói chú binh cô quá rồi đúng rồi cái gì nó trời bắn nào cái gì tôi hiểu vậy á, chứ mấy nói tôi nói biết chữ tài xỉu không ha, hai ngày nay mấy người kia nói ha cháu á thằng cháu mà nó ghé lợn nó bán ra đó thằng cháu nhỏ xíu rồi nè, cái thằng nói trời ơi bà mày tài xỉu gì, mỗi lần bà nạp tiền bà cũng chạy lên con rồi bà muốn cái gì bà cũng chạy lên con, bà còn chưa biết nhắn tin ra làm sao nữa mà làm sao mà bà biết cô có nghe cô có nghe cái cuộc gọi có một người gần nói gần nhà của Út á, là một người thanh niên nói là của Út, tên của Út đàng hoàng kêu con xin lỗi của Út nha, nói của Út nghe là người ta nói gì đó theo chú là cái người chồng nè, theo mà cái chú đó nói cô Út vậy đó, rồi có đúng sự thật không, nói cô là cờ bạc dữ lắm, người ta nói kế bên nhà bây giờ nói chú nghe nè dạ. Bởi vì á là con mà nó thương mà nó dễ mà nó ghét nó đủ điều của tao đó, nhưng mà cũng chắc cũng quan tâm lắm, cái tròn thì nó tròn mà cái này tròn nó tròn nó méo, mình chú ở tỏ này chú đâu biết là ở dưới thông quê người ta như này sao, thì cũng viên răng lên máy này thì nó vậy thì nghe cái lời ta nói thôi chứ nghe tụi mình chưa có thấy cô Út thấy kìa à. Cô biết người xác nhã của chưa có thấy cái lời người ta nói, nhưng mà cái người đó là cháu bên vợ đó cháu mai sao lại cháu chị cháu của Út rồi cháu bên vợ cháu là cũng như vậy, ông cháu bà con ở sớm vậy thôi chứ không có ruột là gì, nhưng mà nói chung á là từ xưa tới giờ á Dượng đi làm về là hay qua nhà y nhậu, nhưng mà lúc đó là y chưa có bệnh là nhậu nhà y, nhậu nói chung là nhậu từ sáng tới chiều tới tối luôn, chỉnh là về đó. Rồi bây giờ y bệnh rồi á là Dượng cũng có qua đó chơi, nhưng mà những người khác lại nhậu chứ y không còn nhậu nữa, tại vì nói chung y bệnh là hồi lúc mùa dịch là y ở bệnh viện ấy muốn có về cho nên á là bây giờ á là nói chung là đàn bà cũng đâu có thích chồng mình đi nhậu hoài phải không, thì nhiều khi thậm chí tôi cũng có nói ăn nhậu đi làm về không biết ăn nhậu đừng mà không có biết nghỉ đừng cho cái sức của mẹ của mình là mai mốt mình đi nhậu nữa, thì cô có nói cho nên gì chỗ đó là người ta ghét cô, nói chung là 100% chứ không phải là nói người ta chừa chỗ nào, thì thôi bây giờ sẵn ngày hôm nay nó xuống Bluetooth này xuống đó hả,
thôi giờ sẵn mà đây tao ghét bà, hôm nay tao đăng lên luôn cho ghét luôn đó. Và cô nói mình như vậy thôi, là thương á, là coi như là nói chung á, là nói vừa nó tốt 100%, còn cô xấu 100%. Nợ này là của cô cờ bạc rồi cô gây ra đó. Là chú là xác định hồi sớm bây giờ là cô không có cờ bạc gì hết trơn. Dạ tôi nói nên tiền cái đó là đi với chú nhậu. Mà thậm chí á, nhiều khi tôi nay tôi vui tôi cũng nói luôn cho mấy chú biết á. Dạ. Xuống dưới á thì dượng nhậu với đàn bà đó mà. Đó. Thì như vậy là nói chung đàn bà người ta cũng tốt chứ không phải là người ta xấu gì, thấy không? Lâu lâu á là người ta cũng kêu dượng xuống nhậu, nhưng mà mấy bà này là bạn của cô. Đó. Thì lâu á nói sao mà để cho ông nhậu hoài mà không biết nhậu thì cô cũng lợi cũng làm vài ly. Cô biết nhậu nữa thì cũng hối vài ly. Trời ơi, làm vài ly nữa. Đó, làm tài xế luôn. Làm tài xế luôn. Ừ. Đó, nhưng mà nói chung á, nói chung là vấn đề là nhậu là cũng do chở dượng đi. Nhậu với người ta. Trời ơi. Người ta mời thì cô biết nhậu thì cô cái gì cô nói thử làm. Là bây giờ nè, là bữa nay lên cái video này rồi. Coi chú nè, với cô nè, coi mình làm lành lại đi. Nhưng mà nói coi nói chú làm lành lại đi. Nhưng mà bây giờ làm lành cũng được hay sao mấy không? Nhưng mà chú nợ này rồi mình cảm nổi mình đánh tuổi. Bây giờ là chú phải xác định luôn hả? Xác định là phải cho cô hy sinh cô luôn hả? Trời ơi, vợ của mình mà. Con xin lỗi chú là con chẳng chắc là chú gã vợ. Đúng rồi. Đã con bố nhà nó mà. Bây giờ ai mà chịu á. Chú có thương cô không? Ngày xưa á là cưới thì con vẫn thương bình thường đó không? Yeah. Từ ngày mùa dịch giờ là tôi làm anh nội, giờ tôi không nghĩ vợ con nữa. Chú nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? Dạ. Năm chín.